Chị vậy nè, nhờ ăn ba gọi, có ba gọi cũng ăn đùi, có đùi đùi là như vậy nè, đây là đùi nè, nè này là đùi nè, có này là ba gọi nè, có gọi gì nè, ôi phân biệt ra luôn ha. Vậy là băm, là băm giết cơm gì luôn, là 35.000 đó. Cái này là miễn phí nè, đồ xào miễn phí nè, dưa leo cà nè, này có xài nữa, canh trà đá là không có tính tiền, cơm thêm cũng có tính tiền luôn. Hello cả nhà nha, hôm nay mình trở lại thăm quán của cô Vân này mọi người. Hôm trước có giới thiệu một lần rồi, là cái quán của cô mà có cái căn nhà 1m2 ở ngay á, đường Võ Văn Kiệt này mọi người, 127A ha. Mọi người cũng có hỏi địa chỉ, nhưng mà như cái clip này thì mình quay ngay đầu clip là mình đưa địa chỉ luôn, thì cả nhà sẽ coi thấy luôn ha. Này cái nhà rất là nhỏ nhưng mà cô ráng cô bán được rất là nhiều món luôn. Đó, thấy lạ không cả nhà? Thì cái nhà của cô hôm bữa là mình có làm một cái clip để quay thăm rồi, thì mình quay lại cho cả nhà thấy ha. Thì đây là cái khu chợ gà rất là nhỏ ha. Còn đây là cái nhà của cô ở trên này đó, chỉ có 1m ngang 1m dọc thôi, kiểu vậy á, là lên là nằm là không đủ để mà duỗi chân ở trển luôn á. Thì đây là cái quán của cô. Cô tận dụng cái mặt bằng hẻm, mặt bằng đường Võ Văn Kiệt để cô mở quán ha. À, hôm nay cô bán những cái món gì nhiều cô Vân? Phá lấu, lòng gà, phá gà xì thè, phá lấu nè. Món này mới nè ha, hôm bữa không thấy. Chỉ là vịt kho gừng. Cái này lòng gà nè. Là cũng cái này tàu hủ dồn. Dạ. Hủ dồn thịt với cá, cá lát lát rồi đó. Cũng 35.000 luôn. Cái đó hộp vịt với rồi thịt đó, sức thịt đó là 35.000 hả cô? 35.000 phần đó, muốn ăn cái gì, dạ. Món gì ăn, còn ăn gì thêm, tính tiền thêm. Là ở đây là giờ ngoài nghe, cái này là ngoài 30 đồ ăn ngàn. Thì cô cũng sẽ có tặng rau, tặng canh mắm, miễn phí. Lấy miếng mắm đó là 30.000, cái này 30.000 là 60.000 nha. Nó bù qua cái cái này của ai chỉ ăn thêm, thầy chỉ ăn thêm nè. Khách mua về quá trời luôn, mới đầu giờ trưa khách mua mang về ăn quá trời nè mọi người. Ra đây mình quay để cho mọi người coi các cái món ăn của cô ha. Cô nấu rất là ngon luôn, hôm bữa mình đã ăn rồi. Ai bỏ nó 35.000 mà cái này lỡ ăn rồi. Cái này là phá lấu lỗ tai heo. Lỗ tai heo rồi. Ông mẹ lấy canh không? Xong rồi đây là thịt chiên khô. Không có đỡ gấp bể. Cá chiên. Ôi trứng chiên, thịt chiên ngon quá trời. Cái này hộp vịt với loại thịt nè. Ồ quá trời thịt luôn mọi người, cũng 35 luôn ha. Cũng 35.000. Là đều giá luôn. Đều giá luôn. Là tất cả cái món cô sẽ chế biến làm sao mà để cho một để phần ơi, nó sẽ đều nhau là 35 ngàn. Lấy canh rau gì không để, chống miếng nước mắm. Như người ta thường là người ta sẽ chiên nó trứng không? Không? Thì nó sẽ rẻ, nhưng mà cô sẽ cho thêm thịt vô cho nó đầy đặn. Đó. Nè hôm nay mình đếm rồi có 2, 4, 6, 8, 10. Nãy này ở này là chưa cho rau người ta nè, này của người ta. 2, 4. Đó đó, cho bịch nước mắm thôi. Làm khoảng 30 đang lấy món. Nè, đang lấy nè. Kể cả những cái đồ ăn thêm đó là khoảng 30 món đó mọi người. Rồi cái dĩa rau thêm á hả? Tặng không á hả? Không à, không lấy tiền. Hai phần mà nhiều dữ vậy. Có cái này 4 phần, 5 4 phần. Phần nhưng mà chỉ có bố 3 phần thôi. Dạ. 2 phần xanh chua rồi, nhưng phải cho ăn. Ông Hoại cứu đi, dưới giùm đi ông Hoại. Nè bé Hai, có ông Hoại đi rồi nè bé Hai. Không về hả? Thường ăn ở đây vài lần và thấy rất là ngon á. Cái hương vị cô nấu rất là phù hợp với người Sài Gòn của mình. Địa chỉ là 127A Võ Văn Kiệt nha mọi người. Mọi người đi ngay cái đường đầu đường Dệt Xin với Võ Văn Kiệt á là thấy cô liền ha. Dệt Xin nè, xong rồi ra Võ Văn Kiệt quẹo phải cái là thấy cô liền.
cái quán cô nổi tiếng là món ăn ngon nè, rồi giá cả phù hợp, với lại cô có cái ngôi nhà rất là nhỏ. Cái gì đó chị sớt qua cho nói giùm em nha, đồ xào em bỏ lỡ bỏ nằm hộp cho luôn á, để đi về xuống dưới rồi chị ấy ra mà. Tá nào Trang ơi, vậy hả, thôi khỏi đưa vậy nè, chị đưa luôn như vậy nè. Cô rất là bình dân này là phải không, đừng có dễ phải không, để gì mà giặt hết chưa à. Để đi đem làm cho đủ, ai mà cột kỳ vậy nè trời. Cá hú, cá hú bên này, đem về bằng cá hú nữa phải không? Ủa nãy nghe nè, anh cho có hú ơi, đừng thấy vậy để cái dĩa đi, dễ ra chấm cá vô cái chén nó khỏi chấm cá lắm cưng. Quán cô vào giờ trưa rất là đông mọi người đó, mấy cô mấy chú mà làm công việc dạ, xung quanh đây nè, rồi có những người là bảo vệ, rồi ráp đó, những lao động á, những người lao động á, kiểu bình dân xíu á, về mọi người hay ghé ăn đây hả, tại vì giá cả phù hợp mà chất hả? Lượng ha, ăn cơm bao no ha. Ở đây cơm mình lấy thêm có tính tiền không con? Không có tính tiền cơm thêm. Ồ, rau thêm với cơm thêm. Đúng không còn, tính hả? Tiền nha cả nhà đó. Đó, để cái dĩa thấy ngon không? Có một phần ăn cả nhà coi ảnh ăn nè, rất là đầy đủ luôn, vừa có rau vừa có đây, xào. Dạ đem về hả con? Vừa có rau sống. Xong có canh. Đó, luôn luôn có một dĩa rau tặng kèm nha mọi người, xong rồi có rau sống nữa. Ủa vừa có rau xào vừa có rau sống luôn hả cô Vân? Cho luôn người đủ. Trời ơi đầy cho đủ thêm quá. Cái đó là cho không có tính tiền, cơm thêm để rồi xài nữa. Dạ. Cho người ta ăn có ngán nha, trời giờ đang nóng ăn mấy cái này cho nó mát chút. Rồi lấy dĩa cơm ba mấy vào đó thì đồ nó không mắc á, thì bán 33 ngàn, giờ đồ nó mắc quá lấy 33 ngàn, 35 ngàn lên chỉ có 2 ngàn thôi. Dạ. Chứ không có lên nhiều. Em ăn cái đầu có người phải không? Đem về ha. Rồi, để về đi cho anh em miếng rau à. Đó chỉ có 33 ngàn, 35 ngàn, đó đồ mắc á. Đó bán cái năm mấy luôn, đâu có lên, đâu có lên Tết này thôi à. Ừ. Hình như trước Tết là hai mấy ngàn, 30. 33 ngàn. 33, à 33, giờ là 35. Lên có 2 ngàn mà vẫn có 2 ngàn mà đồ nó cũng hay cũng lên giá, đâu có lời đâu, lấy công làm lời em ơi, tự đây không muốn chỗ đó nhà với đợi mà mấy bà cô rồi mặn thì cũng cho chút đỉnh với bà xài thôi, là cũng toàn là mấy cô trong gia đình trong nhà không à, trong gia đình không à. Thấy không, cái đầu cá ngừ quá trời là ngon luôn. Cho mẹ có hộp hai mấy năm cho con cái hộp đi, có hộp không á con? Vậy đó, bán gì phải để vậy nè cho người ta ăn nè, chứ đâu có để cho có cá được không. Rồi đây đang làm nè anh. Này có con gái phụ nữa hả chị? Bữa nay nó không có đi làm hết, giờ mới chiều. Còn bữa nào làm chắc sáng rồi nó không có phụ. Nè đưa cho anh nè mấy năm, đầy đủ hết trơn á, hộp gì với cơm luôn của anh luôn. Có rồi kìa, mở vô cho anh 33, 35 ngàn. 35 mỗi lần mình có đi công chuyện đi ngang đường này mà có đúng cái giờ ăn cơm trưa là mình cũng hay ghé ăn lắm mọi người. Mình bán chất trưa không hả chị Vân? Có bán buổi chiều à. Cái đầu giờ này dọn á, bán có 2 giờ mấy gần 3 giờ là dẹp rồi. Xong ha. Mấy hai đưa chú đi hai. Nè có cái món này mình rất là thích ăn nè. Đó. Nào, heo quay sữa chua. Chua à? Heo quay. Ăn nó không có bị ngán, kiểu nó chua chua. Ủa xong rồi chị cũng có cái món này nữa. Rồi thịt kho trứng. Mà nhìn cái thịt chỉ kho là biết nó mềm rụp cỡ nào rồi ha. Nhìn là biết nó mềm lắm mềm luôn rồi nè.
mà nó vẫn giữ cái miếng thịt rất là đẹp. Với lại cơm còn mới làm cho canh nhiều chút đi. Ôi. Cho ông bà hai bà ăn bịch canh nhiều đi. Trời ơi, cái món này nhìn ngon cơm quá. Dĩa cơm, ví dụ người ta dĩa cơm bị phơm dịch yeah. Đó thì vậy nè. Nhờ ăn ba gỏi, có ba gỏi cũng ăn đùi, có đùi. Đùi là như vậy nè, đây là đùi nè. Có nè, này luôn. Là đùi nè, có này là ba gỏi nè. Có yeah. Gỏi gì nè. Ôi, đó. Phân biệt ra luôn ha. Vậy là băm là băm dĩa cơm gì luôn là 35 ngàn đó. Thêm da nữa, hai miếng đậu hũ luôn. Đó, vậy là 35 ngàn đó. Còn người ta ăn mà không ăn tàu hũ, không ăn hộp vịt mà ta ăn thịt với lại tàu hũ không, với da heo mình tính với tiền khác một chút, bớt lần một tí. Thấy, chỉ kho rất là mềm mà nó vẫn còn giữ được cái miếng thịt hay ha. Này ba gọi nhiều người ta muốn ăn á. Dạ, mỡ. Nè, cái này là đùi nè. Dạ. Cái này là đùi, cái này là ba gọi. Nhìn là thấy cái hương vị nó vừa ăn hả mọi người. Thường mình nhìn cái màu sắc mình cũng biết được nó độ mặn ngọt ha cô ha. Mặn nhẹ. Không, nói sao nó vậy. Em yeah. Quá đáng làm nước dừa. Dạ. Yeah. Cái là nước lọc với đậu mà đồ gia vị rồi nem. Không làm nước dừa. Trời nắng quá, nước dừa nó chua. À. Từ xưa giờ có nghề có nhà bán bây giờ có nước dừa. Cứ làm gì cũng vậy không. Ủa nãy mấy năm lấy tiền có bà đó nhiều con. Bà ăn cơm á. Này là gà kho gừng. Hả? Nãy còn lấy xe. Gì 35? Bà mấy bằng cơm nè. Một phần mà hai dĩa cơm. Hai dĩa cơm luôn ha, rồi đẳng đi bưng lợi cho. Hả à, cho ông với bả à, hai người ăn đó không? Ăn cơm chưa? Bà ăn gì em ơi? Lấy cái mâm bự đó con. Bưng hai dĩa nè. Mày ăn gì em ơi? Ăn đi kêu đi con. Ít cơm thôi năm ơi, hai người đang ít cơm lắm. Cho hai trứng canh đi. Một dĩa rau nè, một dĩa đồ xào. Cái này là miễn phí nè. Yeah. Đồ xào miễn phí nè, dưa leo cà nè, này có xài nữa. Rồi canh trà đá là không có tính tiền. Ừ. Cơm thêm cũng có tính tiền luôn. Ủa canh là canh chua đó không tính tiền à, luôn. Canh chua tính tiền chứ, canh à, canh, chua, canh nấu canh rau, canh rau rồi đó. À, canh rau. Đó không có tiền. À, còn canh chua cá thì tính. Canh chua cá là lấy tiền chứ. Yeah. Mà bán đủ tiêu chuẩn mấy cứ cá thôi à, mua canh không em cũng bán. Yeah. Tại vì nó vừa đủ mấy cứ cá à. Vì khi mua không lát hàng hố cá bán nhìn ba áo cá này ha. Đó cá hú canh chua cá hú ở đây là bán được nhất. Mùa này đang nắng nóng mà người ta thích ăn cá ở đây là bán canh chua cá hú rồi. Lâu lâu có đổi canh hú qua canh ngót này kia nọ thôi à, cũng lâu lâu đổi vậy. Đây rau đồ xào được con. Qua Tết mình bán có tăng phần ăn nhiều không cô hay là mình giữ bình thường? Bữa bán nhiều, bữa bán ít vô chừng. Dạ. Bữa đồ nào rẻ, đồ nào có thì mua nhiều chút. Như có mặt hàng đó thì mua về bán. Không có mặt hàng nào ngon thì mua về bán, mà không có mua xây cũ. Dạ. Thay đổi liên tục thay ha. Thay đổi, nay có này có kia, cá bóng nè, với cá lóc nè, cá bóng cò tiêu nè. Cá lóc nè. Cá lóc kho tiêu nè, cá nục kho măng, với lại cá dừa hồng ăn mắm tỏi ớt, yeah. Đó con cá nè, ăn mắm tỏi ớt cũng 35 ngàn, gà kho sơ ớt, giờ có liền anh, với lại ba gọi chiên với là cá chim cũng nổi vậy, ba gọi nhìn ngon quá trời, rồi nãy giờ cũng đâu có lên chờ bỏ lên kịp đâu, bán cũng ít lắm, ít rồi mà hết mai mua khác. Chả cá cũng... Chả muốn em đi anh. Lấy cái bạch cho ổng miếng cá rồi. Tiền
cho các anh công nhân khu vực này cũng đến để ăn ha. Mấy cái rồi cũng nhận được. Đây làm cho đen. Cho tiêu có không được. Rồi cảm ơn cô Vân nha. Thì cả nhà có ủng hộ cô thì tới địa chỉ là 127A Võ Văn Kiệt cho mọi người. Cô mà có cái nhà nhỏ mà rất là nổi tiếng trên kênh của Phong Bụi á, cũng như là kênh Phố Xá Sài Gòn cũng đã quay cái nhà của cô một lần rồi. Cả nhà có thể tới ủng hộ cô ha. Đó thì không có cái bữa thì bỏ ra muốn. Rau muống với rau chuối rồi đó. Dạ. Bữa nào có đi đường Thuận Đường chỗ đó bà ấy dọn hàng á mà mua bắp chuối, bắp chuối bầu tay á nó mới ngon, bắp chuối bầu mái nó mới ngon, về bạc dầm bắp chuối giặt hết trơn. Bởi vì bữa nào có bà đó bán thì chị mua nó ngon, về cho trộn vô luôn. Dạ. Cũng ba bốn thứ rau gì đó cũng trộn vô người ta vậy. Cũng cho người ta ăn vậy. Nói chung là rau ê hề nha mọi người. Bữa có bắp chuối rồi muốn nữa. Đa số mọi người cũng có rau đắng nữa. Cũng có rau đắng nữa, cũng có rau đắng nữa. Nhìn cái dĩa rau là quá trời ngon luôn rồi. Bữa cũng có rau đắng bắp chuối nè. Đó. Bữa có rau đắng bắp chuối cũng bao nhiêu thứ luôn. Rồi cảm ơn cả nhà xem cái clip về chỗ cô Vân ha mọi người. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và mong mọi người ủng hộ kênh Phố Xá Sài Gòn bằng một lượt like. Ồ, ớt kho. Xào xả ớt. Ớt xào xả ớt với lại cái này sườn gam. Ồ, cái món này ngon quá trời ngon. Cả nhà thấy cái màu sắc cô làm ha. Màu tự nhiên mà nó có hoa màu. Không có màu. Thơm lừng luôn. Cô đào đạo xíu mà nó thơm quá trời thơm luôn. Rồi hay quay xào cá chua. Đó, cái bữa nay ta đổi món này món kia vậy á. Đợi có người coi thơm. Món này luôn. Có đi ăn cái cơm không? Cho con ngọt cơm mấy năm ơi. Đó giờ trời vô giờ trưa là bắt đầu đông nha mọi người. Đông nhất là khoảng 12 giờ khi mà các nhân viên văn phòng khu vực này làm việc đi ra sẽ ăn ha. Đó cả nhà thấy ha, đây là một phần cơm 35k nè. Rất là đầy đủ luôn. Vừa có dĩa rau ha. Ớt ai ăn thì ăn ha, canh nè, canh miễn phí nè, rau miễn phí nè. Rau xào miễn phí nè. Đó. Sườn non kho, bữa nay mình ăn sườn non kho nha cả nhà. Cơm ha. Sườn nhiều lắm. Đó. Mà rất là mềm, nó nhìn rất là. Ôi. Đây cả nhà, thêm đôi đũa là cô Vân, bữa nay cô Vân cũng sử dụng luôn cái đũa trong cái bọc này ha. Rất là vệ sinh luôn. Đó. Đó, mời cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip ha.